Một kho pháo hoa ở miền Nam Thái Lan đã phát nổ vào chiều ngày 29 tháng 7, khiến cho ít nhất là 12 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Vụ việc cũng gây hư hại hàng trăm ngôi nhà xung quanh. Hình ảnh ghi được cho thấy cột khói lớn bốc lên từ hiện trường. Nhiều ngôi nhà, cửa hàng và phương tiện gần đó bị hư hại vì sức ép từ vụ nổ. Nhà kho bị phá hủy hoàn toàn. Vụ việc khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, 121 người bị thương, 111 người trong số này đã được xuất viện. Như tôi đã báo cáo, số người bị thương là khoảng 100 người. Chúng tôi đã nhận diện được 10 thi thể và đang xét nghiệm ADN để xác định danh tính hai nạn nhân còn lại. Theo ông Sanan, hơn 200 ngôi nhà quanh kho pháo hoa bị hư hại, ảnh hưởng tới 365 người. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc, với thông tin sơ bộ cho thấy có sai sót kỹ thuật trong quá trình hàn sửa chữa tại kho. Giới chức cho hay, pháo hoa được chuyển đến kho ngay trước khi vụ nổ xảy ra. Vụ nổ gây ra hai hố sâu gần 2 mét, rộng 6 mét. Thật đáng sợ vì tôi đã cảnh báo họ không được xây dựng vì rất nguy hiểm nếu nó phát nổ. Tại sao họ lại xây dựng nhà kho ngay gần khu dân cư, nhưng không ai quan tâm lắng nghe lời khuyên của tôi và điều này đã xảy ra. Tai nạn tại các cơ sở sản xuất pháo hoa không phải là hiếm ở Thái Lan. Sự việc xảy ra chỉ 5 ngày sau khi một xưởng pháo hoa ở thành phố Chiang Mai, miền Bắc nước này phát nổ, khiến 11 người bị thương. Ngày 30 tháng 7, Tham mưu trưởng lục quân Australia, Trung tướng Simon Stewart cho biết, quân đội nước này sẽ tạm ngừng hoạt động của phi đội gồm khoảng 45 trực thăng MRH-90 Taipan sau vụ tai nạn trong cuộc tập trận quân sự đa quốc gia khiến cho 4 thành viên phi hành đoàn mất tích. Theo đó, Australia sẽ không sử dụng các máy bay MRH-90 cho đến khi kiểm tra và chắc chắn rằng chúng an toàn để có thể được sử dụng. Trước đó, tối ngày 28 tháng 7, một chiếc trực thăng MRH-90 Taipan đã rơi xuống vùng biển gần quần đảo Whitsunday khi đang tham gia cuộc tập trận Talisman Sabre với sự tham gia của 30.000 quân nhân từ Australia, Mỹ và một số quốc gia khác. Chiến dịch tìm kiếm chiếc trực thăng gặp nạn đã được tiến hành và các mảnh vỡ được tìm thấy vào ngày 29 tháng 7. Cuộc tập trận Talisman Sabre đã bị tạm dừng một thời gian ngắn hôm 29 tháng 7, nhưng sau đó một số hoạt động đã được nối lại ở cách xa địa điểm máy bay rơi. Ngày 30 tháng 7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc NMC tiếp tục đưa ra cảnh báo đỏ về mưa bão, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp độ của nước này. Dự báo từ 14 giờ hôm nay theo giờ địa phương đến 14 giờ ngày 1 tháng 8, hàng chục tỉnh thành trong đó có Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, Quảng Tây, Vân Nam sẽ chứng kiến mưa bão. Một số khu vực được dự báo sẽ có lượng mưa lớn với lượng mưa tối đa mỗi giờ vượt quá 60mm kèm theo dông bão và gió giật. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã hối thúc các chính quyền địa phương triển khai hoạt động ứng phó khẩn cấp, cứu hộ một cách hiệu quả, đề nghị đình chỉ các cuộc tụ họp, các lớp học và doanh nghiệp, đồng thời kêu gọi nỗ lực đề phòng các thảm họa có thể kéo theo như lở đất. Hôm nay, tại Thạch Gia Trang, thủ phủ của tỉnh Hà Bắc ở miền Bắc Trung Quốc, nhà chức trách đã sơ tán hơn 20.000 người do ảnh hưởng của bão Doksuri dẫn đến mưa lớn kéo dài tại hầu hết các khu vực của Hà Bắc kể từ ngày 28 tháng 7. Một số trạm quan trắc khí tượng trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận lượng mưa vượt ngưỡng 400mm. Hàng chục triệu người Mỹ phải đối mặt với nền nhiệt trung bình cao chưa từng có và độ ẩm xuống thấp vào cuối tuần này, khi vùng Trung Tây và bờ đông nước Mỹ trải qua đợt nắng nóng kéo dài. Biến đổi khí hậu đang ngày càng cho thấy những tác động rõ rệt của nó. Cơ quan Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo hơn 175 triệu người dân nước này đối mặt với các vấn đề sức khỏe do các đợt sóng nhiệt cao kỷ lục vào mùa hè năm nay. Nhiệt độ được ghi nhận ngày 29 tháng 7 ở nhiều khu vực tăng lên đến 38 độ C. Tại thành phố New York, có nơi chỉ số nhiệt tăng lên mức 39 độ C. Tôi đi ra ngoài trời với hy vọng sẽ cảm thấy mát mẻ hơn, nhưng rồi khi đã bước ra bạn mới thấy là quá nóng. Nóng kinh khủng, nó thực sự khiến tôi suy nghĩ về sự nóng lên toàn cầu. Đứng dưới ánh mặt trời, tôi thậm chí còn băn khoăn về khoảng cách giữa mặt trời với trái đất. Tôi cảm thấy mình không thể đi đâu mà không đổ mồ hôi. Ga tàu điện ngầm như một phòng xông hơi, thực sự là không dễ chịu chút nào. Một số thành phố lớn ở Mỹ như Chicago, New York và Philadelphia đã mở các trung tâm làm mát trong thư viện công cộng và trung tâm cộng đồng cho người dân tránh nóng.
Trong khi đó, các nước Nam Âu và Trung Đông như Italia, Hy Lạp, Syria vẫn vật lộn với nắng nóng và cháy rừng. Các nhà khoa học xác nhận 3 tuần qua là thời gian nóng nhất từ trước tới nay. Trước tình hình này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc mới đây đã kêu gọi các quốc gia gấp rút hành động chống biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu là đây, nó thật sự đáng sợ và nó mới chỉ là sự khởi đầu. Kỷ nguyên nóng lên toàn cầu đã kết thúc, kỷ nguyên nung nóng toàn cầu đã đến, không khí không thể thở được, cái nóng không thể chịu nổi và mức độ lợi nhuận từ nhiên liệu hóa thạch và việc không hành động vì khí hậu là không thể chấp nhận được. Các nhà lãnh đạo phải hành động, không thể do dự, không thể viện cớ, không thể chờ đợi người khác hành động trước. Đơn giản là không còn thời gian cho việc đó nữa. Các chuyên gia biến đổi khí hậu cho biết, tần suất và cường độ ngày càng tăng của các đợt sóng nhiệt cho thấy rõ, biến đổi khí hậu toàn cầu do con người gây ra đang thúc đẩy những hiện tượng thời tiết cực đoan. Các đợt nắng nóng ở nhiều nơi trên thế giới dự kiến sẽ còn kéo dài đến tháng 8. Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã đẩy lùi nỗ lực của Ukraine nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố bằng 25 phương tiện bay không người lái UAV nhằm vào các cơ sở ở Crimea. Cuộc tấn công không gây ra thương vong hay thiệt hại nào. Cụ thể, 16 UAV đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ, trong khi 9 chiếc khác bị phương tiện tác chiến điện tử chế áp và rơi xuống vùng biển gần mũi Takhankut ở phía tây bán đảo Crimea. Bán đảo Crimea, nơi đặt căn cứ chính của hạm đội Biển Đen của Nga, thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Ukraine trong những tháng gần đây. Trong một diễn biến khác, sáng nay, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hạ 3 UAV tập kích thủ đô Moscow, khiến 2 tòa nhà văn phòng bị hư hại bên ngoài. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc đây là hành vi khủng bố của Ukraine, song Kiev không bình luận về thông tin. Tướng Abdullah Hamaneh Tiani vào ngày 29 tháng 7 lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình nhà nước với tư cách là nhà lãnh đạo mới của Niger sau cuộc đảo chính quân sự vào hôm 26 tháng 7. Cộng đồng quốc tế đã lên án mạnh mẽ động thái này, đồng thời lo ngại những diễn biến tại Niger có thể tạo cơ hội cho các nhóm Hồi giáo cực đoan và gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh khu vực. Cuộc đảo chính hôm 26 tháng 7 đã khiến Niger rơi vào tình trạng hỗn loạn. Nhóm quân nhân nổi dậy tuyên bố đã nắm chính quyền, bắt giữ Tổng thống Mohamed Bazoum, đóng cửa biên giới và ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc. Trên những con phố của thủ đô Niamey, người dân và các chủ doanh nghiệp không khỏi lo lắng về sự bất ổn và viễn cảnh dòng tài chính từ nước ngoài đột ngột cạn kiệt. Tất cả các dự án do bên ngoài tài trợ sẽ dừng lại. Các dự án phát triển do EU, Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và các tổ chức khác tài trợ sẽ bị dừng lại. Tình hình sẽ phụ thuộc vào hành động của các nhà lãnh đạo. Chúng tôi đặc biệt lo ngại về các rào cản tài chính khi một đất nước có đảo chính, các tổ chức tài chính hoặc từ chối giúp đỡ hoặc hạn chế hỗ trợ. Nên giờ điều chúng tôi mong muốn là tình hình được khôi phục càng nhanh càng tốt. 72 giờ qua, tôi đã chẳng có một khách hàng nào. Ngày 29 tháng 7, Liên minh châu Âu, EU và Pháp thông báo, bên cạnh việc ngừng ngay lập tức viện trợ tài chính cho Niger, mọi hợp tác trong lĩnh vực an ninh cũng sẽ dừng lại ngay lập tức và vô thời hạn. Mỹ cũng cảnh báo làm điều tương tự, đồng thời kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống bị lật đổ Bazoum. Mối quan hệ đối tác kinh tế và an ninh của chúng tôi với Niger ước tính lên tới hàng trăm triệu đô la Mỹ, phụ thuộc vào việc duy trì nền dân chủ và trật tự hiến pháp tại nước này. Vì vậy, sự hỗ trợ đó rõ ràng đang gặp nguy hiểm và các hành vi gây bất ổn cần được đảo ngược ngay lập tức. Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi hôm nay họp thảo luận các biện pháp trừng phạt đối với Niger. Các nhà lãnh đạo Tây Phi cũng có thể lần đầu tiên cân nhắc phương án can thiệp quân sự vào Niger để khôi phục quyền lực cho cựu Tổng thống Bazoum. Dự đoán này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát xung đột vũ trang. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc lo ngại về tình hình ở Niger khi tất cả các chuyến bay nhân đạo vào và ra khỏi đất nước này đều tạm thời bị đình chỉ do không phận bị đóng cửa. 4,3 triệu người ở Niger cần hỗ trợ nhân đạo, trong đó 3,3 triệu người trong tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Nằm ở khu vực trung tâm của vùng Sahel, Niger là một quốc gia giàu tài nguyên và là trung tâm của các hoạt động chống khủng bố tại khu vực. Chính vì thế, giới chuyên gia nhận định những gì đang diễn ra tại nước này có thể tạo ra những khoảng trống về an ninh và được dự báo sẽ có tác động không chỉ đến châu Phi mà cả đối với cuộc xung đột tại Ukraine, châu Âu và trên toàn cầu.